được, cho em đi ké. Anh ơi, cho em đi ké xe với. Trời ơi, xe chương trình em. Nay chắc lạ chơi cho hồi đó rồi. Cho em lên nha, cho em lên nha. Rồi, có xe rồi, có người đón rồi. Ôi, anh Hải. Trời ơi, khách mời đặc biệt của tôi. Ôi, anh cho em ngồi nha. Trời ơi, vui vui vui. Trời ơi, em quý anh quá. Hân hạnh được gặp anh. Anh ơi, em là trong chương trình Cơ hội đổi đời. Em thấy cái xe của anh có chữ Cơ hội đổi đời. Em cứ tưởng là xe của chương trình. Em nói hôm nay chương trình chơi lạ quá, sao có cái xe cấp cứu đi nữa. Ai rè đâu là anh Hải. Mình cũng rất vui khi được gặp Việt Hương. Anh, bây giờ sẵn là mình đang ở Đà Lạt đây. Thôi thì hai anh em mình xin phép đi một vòng Đà Lạt đi. Để hai anh em mình ghi lại kỷ niệm. Vâng. Em rất là bất ngờ khi anh Hải là chọn một cái chiếc xe mà lại là xe cấp cứu. Xe này là có cái đèn đỏ trên đó ha. Lý do tại sao anh? Thực sự thì nó cũng đơn giản thôi, là giúp người dân nghèo thôi. Chứ những người dân mà có tiền thì họ cũng không cần đến mình. Người dân nghèo rất nhiều bởi vì mình đã từng nhập viện. Năm 25 tuổi là mình đã tưởng chết rồi, ở trong bệnh viện rồi. Mình đã từng nhập viện rồi, đưa con vào bệnh viện, rồi đưa bố vào bệnh viện ung thư, vân vân. Mình đã chứng kiến hết tất cả những cái mảnh đời khó khăn ở trong bệnh viện rồi. Họ chỉ tiêu bằng những đồng tiền lẻ thôi. Họ nghèo lắm. Nhất là những người ở quê đó. Thế thì mình nghĩ đến thôi, bây giờ mình giúp nhiều không được thì mình giúp ít. Cứ mỗi một bệnh nhân mình đón về thì xuống xe mình tặng cho họ 1 triệu. Suốt cuộc đời này. Vậy thì cái kỷ niệm nào mà kinh khủng đối với anh nhất, anh chia sẻ với em với và khán giả với. Kỷ niệm mà ấn tượng nhất và làm cho mình cũng suy nghĩ nhất là cô Nguyễn Thị Thúy Kiều. Cô 34 tuổi. Thì mình đón cô ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Về tới quê của cô là Quảng Nam. Thì bác sĩ khoa, phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã nói với mình rằng anh phải chạy nhanh lên, bởi vì cô ấy muốn, gia đình cô ấy muốn rằng cô ấy chết tại nhà. Mà 170 km thì bạn biết rồi, không thể nào chạy một cái mà tới ngay được. Thế thì mình đã chạy hết tốc độ, nhưng để mà cho người ta kịp gặp trước ở trước những cái yêu cầu rất là nhân nghĩa cuộc đời như thế thì mình cũng chạy. Chạy rất nhanh nhưng mà cũng không kịp, mới có 1 tiếng ra khỏi bệnh viện là mất rồi. Cô ấy mất trên xe này. Cô nằm trên cái giường, cô mất. Thế thì mà lúc đó có ai đi theo không? Có một y sĩ thôi. Y sĩ đi theo thôi. Y sĩ với một cô người nhà. Thế thì lúc đó là họ khóc lóc vì họ, rồi nói chung là rất là thương tâm. Và lúc đó mình có một cái cảm giác là có lẽ cuộc đời mình nên làm nhiều cái việc như thế này nữa, việc nghĩa như thế này nữa. Thế sau đó mình chuyển qua các bệnh nhi. Các bệnh nhi cũng có chết luôn. Các bệnh nhi còn đau lòng dữ nữa. Đau lòng nữa. Tại vì ưu tiên các bệnh nhi là vì các cháu bé dân tộc ở vùng cao á, vùng sâu vùng xa nghèo lắm. Thế thì mình ưu tiên cho các bệnh nhân nhi. Có những lúc vừa chở được bệnh nhi khỏi bệnh đi về Tiền Giang, đi Đồng Tháp, Hậu Giang thì báo mình là bây giờ có một bệnh nhi vừa chết. Nói thật sự là rất nhiều cái những cái cảnh như vậy. Anh ơi, hoàn toàn những cái này là kinh phí của anh hết. Kinh phí của mình nè. Xe này của anh này là anh phải tự đổ xăng nè. Một tháng thì cũng khoảng 30 đến 40 triệu tiền xăng. Tiền xăng. Rồi tất cả chi phí sửa xe, cũng may là chi phí sửa xe từ hôm bữa đến giờ chắc hơn 100 triệu rồi. Xe chở nặng lắm, đâm ra sửa sửa nặng nó hư liên tục. Đúng rồi anh. Thì tại vì chở cái người bệnh nè, rồi người đi theo nè, rồi như chở bình oxy nữa nè. Đặc biệt là chở nặng thì sữa đó hư hết xe. Hư xe. Thì sửa cũng cả 100 triệu, hơn 100. Cái xe này mình mua nhiêu tiền anh hả? Xe này mua 700 triệu. 700 triệu. Xe mới tinh. Mình cũng muốn mua xe tỷ mấy 2 tỷ đấy, nhưng mà thực sự là không có. Ở Việt Nam lúc đó không có, tìm không có mãi. Xe tốt hơn. Không có thì cái xe tốt hơn, số tự động rồi các nội dung nó tốt hơn, tìm mãi không có, buộc lòng phải lấy cái xe 700 triệu thôi. Nhưng mà cái xe này bây giờ nó đi với mình thì nó mình cảm thấy như người bạn đời rồi. Nên cái chuyện mà nó không có đủ công năng thì mình cũng không có buồn phiền gì mấy. Trong tương lai thì cố gắng cái xe này nó cũ quá thì bán đấu giá. Bán đấu giá để cho người nghèo. Rồi mình mua cái xe tốt hơn. Em cũng hay đi làm thiện nguyện anh Hải. Thì em có thể giúp anh được gì không? Ví dụ như em có thể mua tặng cho anh một chiếc xe không? Và em mua tặng cho anh, ví dụ như anh nói là Hương ơi, anh cần cái chiếc xe đó cỡ khoảng 1 tỷ 7 thì em xin tặng cho anh 1 tỷ 7 để mua chiếc xe. Riêng bản thân em nha, em không kêu gọi, em không xin gì hết. Mình cũng cảm ơn Việt Hương rất nhiều.
trước một cái nghĩa cử rất cao đẹp của một nghệ sĩ như Việt Hương. Có thể nói là từ lâu mình rất ngưỡng mộ khi xem những cái kịch hài của Việt Hương. Nhưng mà không ngờ hôm nay được gặp. Và Việt Hương cũng rất quý mình và muốn chia sẻ đến với bà con đồng bào người nghèo. Khi mà tặng chiếc xe như vậy. Khi nào mà có nhu cầu thì mình sẽ nói Việt Hương. Nói gọi cho em. Mình sẽ nói Việt Hương. Thì nói chung là chiếc xe này thì mình bán đấu giá cho một doanh nghiệp nào đó họ thích để dành hết tiền vào quỹ để giúp người nghèo. Đó. Và thì bây giờ là anh chưa có ý định đổi xe? Chưa, bởi vì xe này còn tốt, còn tốt lắm. Vậy thì nếu khi nào bất cứ lúc nào anh Hải muốn đổi chiếc xe này thì anh Hải nghĩ tới em là người đầu tiên là dễ nhất. Vì em nghệ sĩ, anh kiếm đâu cũng được. Và anh đổi chiếc xe bao nhiêu tiền em sẽ tặng cho anh Hải. Còn nếu như trong cái quãng này mà mỗi một chuyến một ngày, có thể là anh đi 2 chuyến và có ngày là anh đi 2-3 ngày thì mới được 1 chuyến, tại người ta xa mà anh phải đưa đi, thì anh phải cho cái số tiền đó là 1 triệu, hoặc là anh mua sữa, hoặc là anh ăn uống, hoặc là anh ngơi nghỉ. Thì mỗi một ngày anh tốn bao nhiêu tiền, nếu anh cần sự hỗ trợ của em thì em Hương sẽ đồng hành với anh Hải, là một tháng em sẽ gửi vào cái quỹ của anh bao nhiêu đó để em hỗ trợ phụ với anh. Rồi bây giờ cũng cảm ơn Việt Hương này. Việt Hương có tấm lòng chiếc xe ô tô là quá tốt rồi, trên đời này cũng hiếm lắm rồi. Thế thì còn những cái khác thì mình không dám nhận. Bởi vì sao Việt Hương giúp người đời như thế, mỗi người một tay, chứ Việt Hương với mình và tất cả mọi người không thể nào mà giúp hết được. Đúng mỗi rồi. Người một tay một chút xíu thôi. Việt Hương mà giúp một cái ô tô đến 1.5-2 tỷ thì đúng là không còn gì để nói nữa. Rất tốt, rất đẹp. Thay vì bây giờ em cũng nghĩ như anh á, thay vì em sẽ mua một chiếc xe thương hiệu rất là xịn để em đi, thì em mua một chiếc xe thương hiệu nó bình thường thôi. Rồi mình chia đo cái tiền đó ra, em sẽ mua một chiếc xe thật tốt cho anh để anh chạy. Và cái quan trọng là anh chở được cái lượng nặng ở trên xe.